năm quy luật của vũ trụ áp dụng và kinh doanh mà người khác không muốn nói cho bạn biết hãy cùng lắng nghe cuộc sống muôn màu chia sẻ để các bạn gặt hái được thành công hơn thứ nhất luật tập trung bạn sẽ thất bại nếu muốn làm ra một sản phẩm thỏa mãn tất cả mọi người vì ngay cả một bát phở bình thường người giàu cũng không muốn ngồi ăn chung bàn với người nghèo hãy tập trung vào đối tượng mình phục vụ từ nhu cầu của họ định hình sản phẩm một cách nhất quán từ hàng ngàn năm trước Người do Thái khôn ngoan đã xác định tỷ lệ 20 và 80, tức là số của cải của xã hội chỉ tập trung vào 20% số người giàu. Vậy thì chỉ cần tập trung phục vụ số người này thì bạn sẽ nhanh chóng có được thành công. Ngay cả khi bạn bán rẻ cho người nghèo, họ vẫn luôn cho rằng bạn đang lãi rất nhiều và sẵn sàng mua chỗ khác nếu rẻ hơn. Trong khi người giàu họ cần giá trị bạn mang lại cho họ là gì? Một lần nữa tôi nhắc lại, hãy vận dụng quy luật tập trung để tạo ra các giá trị cho tập đối tượng này. Thứ hai, luật tương phản vạn vật đều có sự đối lập tương phản không có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối một chiếc điện thoại thiết kế mỏng đẹp long lanh thì phải giảm dung lượng pin muốn khởi nghiệp thành công thì phải luôn luôn ở tâm thế chấp nhận sự thất bại nhìn thấy điểm yếu cải thiện khắc phục nó để sản phẩm dịch vụ ngày một tốt hơn thành công ắt sẽ đến với bạn đến kẻ thống trị điện thoại là nokia vang danh một thời còn gục ngã trước trào lưu smartphone của kẻ sinh sau đẻ muộn là samsung và apple thứ ba luật hấp dẫn vật tương đồng thì sẽ tạo ra cộng hưởng bạn thuê tầng một làm spa thì tầng hai lại tận dụng cho thuê bán phở đó là sai lầm cơ bản của rất nhiều người mới kinh doanh tập trung làm sản phẩm và khi mở rộng thì hãy làm những thứ có liên quan đến nó để tạo ra sự cộng hưởng ví dụ spa tầng hai thì tầng một cắt tóc tầng ba trang điểm tầng bốn làm nêu sơn móng phải tạo ra được một hệ sinh thái lấy khách hàng làm trọng tâm một khi họ đến với bạn thì nhu cầu gì liên quan đến làm đẹp bạn đều đáp ứng được. Đó chính là luật hấp dẫn khách hàng tạo ra giá trị thành công cho bạn. Thứ tư, luật nhất quán. Đây là luật sống còn cho doanh nghiệp. Nó quyết định sự tồn tại lâu dài hay không. Bạn không thể tồn tại lâu dài nếu như hôm nay bạn làm tốt, ngày mai lại trung bình, còn ngày kia ngày kia thì dở tệ. Hoặc đơn giản trong quản lý nhân sự, bạn yêu ái người ngày, chê bai dìm người khác gây mâu thuẫn nội bộ phải tạo ra luật nhất quán để vận hành tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Đó chính là cách bạn tạo ra văn hóa cho doanh nghiệp. Đừng tưởng cứ phải quy mô vài chục người trở lên mới cần. Thời nay, đến quán trà sữa vài nhân sự họ cũng nhất quán và chuyên nghiệp từ đồng phục và tác phong phục vụ khách hàng. Cuối cùng, luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả ấy? Tỷ phú Giang Rong, vua lầu Hadilao, người có 23 tỷ đô la từng giàu nhất Singapore có nói. Tôi là người nhà quê, nếu nhận tiền của khách hàng mà không chăm sóc chu đáo thì không khác gì lừa đảo cả. Nếu bạn bán hàng lừa đảo, dịch vụ kém sẽ phải nhận hậu quả khôn lường. Bài học của gã khổng lồ xe hơi Volkswagen thiệt hại tới 18 tỷ đô vì lừa khách hàng vụ khí thải không an toàn. Dư âm xấu còn vọng mãi tới giờ vì có hàng trăm người vẫn dọa kiện do họ lo sợ bị ung thư. Bạn kiếm được tiền từ khách hàng thì phải tạo ra giá trị tương xứng. Thậm chí quy mô công ty bạn doanh số lớn, bạn phải có trách nhiệm với cả xã hội. Có như vậy thì danh tiếng của bạn mới lan tỏa. Người kế nghiệp của bạn mới phát huy và duy trì được sự trường tồn. Rất nhiều doanh nhân có lợi nhuận khủng, nhưng không mấy quan tâm tới công tác từ thiện xã hội. Họ chỉ giàu được một hai đời. Đến con cháu thừa kế thì ăn sẵn trên thành công. Không hiểu giá trị mình có được là từ đâu. Vì thế sự nghiệp dần dần lụn bại. Trên đây là năm quy luật vũ trụ áp dụng vào kinh doanh để tạo ra thành công cho bạn. Hãy comment để cuộc sống muôn màu biết cảm nhận của các bạn nhé.